Chúng tôi xin mời câu hỏi đầu tiên được gửi về cho chương trình. Kính chào chương trình. Tôi năm nay 37 tuổi, hiện tôi đang ở thành phố. Tôi thường hay bị chứng đau nửa đầu phía bên trái, và thường thì nó hay giật đau từ góc trái đến đỉnh đầu rồi vòng tới mắt trái. Mắt trái đau và giật rất là nhiều, thỉnh thoảng tôi lại bị còn nôn ói nữa. Cứ cách 1 đến 2 tháng thì tôi lại bị tái lại một lần. Xin bác sĩ tư vấn giúp cách điều trị và nơi điều trị tốt nhất ạ. Xin hỏi thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bà Thắng ạ. Vâng, thì những cái triệu chứng đau của khán giả vừa rồi mình đề cập tới đó thì nó khá điển hình, mặc dù nó chưa phải là đầy đủ tất cả, nhưng mà chừng đó cũng là đủ để chúng ta nghĩ đến cái bệnh đau nửa đầu hay là migraine rồi. Về mà cách điều trị thì nó cũng giống như tôi đã đề cập trước, đó là những cái cơn đau chúng ta có thể cắt cơn. Trước mắt của khán giả này thì chúng tôi thấy là sẽ điều trị cắt cơn trước, nếu cái cơn nó thưa như vậy. Về cái nơi điều trị thì chủ yếu đó vẫn là chuyên khoa thần kinh, thì các khán giả có thể tìm đến các phòng khám có chuyên khoa thần kinh để chúng ta theo dõi điều trị cho nó, đầu tiên là chẩn đoán cho nó đúng, và thứ hai là theo dõi điều trị. Tại vì qua sóng truyền hình không thì chúng ta sẽ không chẩn đoán chính xác được, chúng ta chỉ có thể nói là có thể nghĩ đến bệnh đó thôi, còn muốn khám điều trị cụ thể thì phải khám trực tiếp, và đó là chuyên khoa thần kinh. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi nghĩ là nhiều khán giả, đặc biệt là những khán giả lớn tuổi, họ tự đi khám một mình thì khi mà gặp các cái cô lễ tân ở các cái bệnh viện hoặc là những cái người đón tiếp thì họ chỉ cần nói là tôi đi khám đau đầu thì có được hướng dẫn vào cái chuyên khoa thần kinh không ạ? Bởi vì là nhiều khi các bác chỉ biết là đây là tôi bị đau đầu chứ cũng không biết rõ là nó thuộc chuyên khoa nào. Đã gọi đau đầu thì thường là thần kinh rồi. Vâng. Nói thế thì bao giờ chúng tôi cũng khám thần kinh trước, thì sau đó khám sơ qua, khám kỹ thần kinh. Nếu mà không, nếu đúng là chuyên khoa thần kinh thì chúng tôi sẽ điều trị theo hướng thần kinh. Còn nếu chẳng may bệnh nhân đấy là không phải thần kinh mà đau đầu do răng, do tai mũi họng, do mắt thì bọn tôi sẽ chuyển đến khoa mắt. Nhưng mà đa phần là bọn tôi bao giờ cũng thế, bởi vì cái đau đầu mà hay gặp trong lĩnh vực thần kinh hơn, cho nên chúng tôi bao giờ cũng khuyến cáo là các cái cơ sở tiếp đó là bệnh viện, là khi bệnh nhân đến mà đi với lý do là đau đầu thì bao giờ cũng phải khám thần kinh trước để loại trừ các nguyên nhân thực thể mà nguy hiểm. Sau khi loại trừ xong rồi thì nếu đúng là chuyên khoa thần kinh thì tôi sẽ nhận lại nguyên nhân thần kinh, còn nếu không phải chúng tôi sẽ gửi chuyên khoa khác. Vâng, đây là một cái thông tin mà tôi nghĩ rằng là cũng khá quan trọng với nhiều khán giả, đặc biệt là những khán giả lớn tuổi. Khi mà có những cái vấn đề về những cái cơn đau đầu thì chúng ta có thể đến khám tại những chuyên khoa thần kinh, gặp các bác sĩ thần kinh ở các cái bệnh viện hoặc các cái trung tâm y tế. Và chúng tôi xin mời câu hỏi tiếp theo từ phía khán giả. Dạ, xin chào chương trình. Tôi năm nay 26 tuổi, là nhân viên văn phòng, thường xuyên bị đau nửa đầu, đặc biệt là trên vùng đỉnh đầu và vòng đau phía trước mặt. Đôi lúc thì hay cảm thấy buồn nôn và hay đau vào những ngày đầu tuần, kéo dài từ 2 đến 3 ngày sau mới hết. Để không ảnh hưởng đến công việc thì thỉnh thoảng tôi hay dùng thuốc giảm đau. Tôi làm sao để giảm chứng đau đầu này ạ? Vì nó rất là khó chịu. Xin bác sĩ của chương trình tư vấn giúp ạ. Xin mời bác sĩ Nguyễn Bà Thắng ạ. Vâng, thì với những thông tin vừa rồi á, thì thứ nhất là những cái đau của cái khán giả này là đau cũng thành cơn. Cái đặc điểm cơn đau thì trong đó có một cái phần phù hợp, đó là đau cũng kèm theo cảm giác là buồn nôn, nôn ói. Và một cái điểm đặc biệt đó là nó thường xảy ra vào ngày thứ hai và cuối buổi chiều thứ hai. Thì cái này nó có thể là lý giải là nó ảnh hưởng một phần bởi với cái thay đổi cái hoạt động của trong tuần của mình. Dường như là thứ bảy chủ nhật mình được nghỉ ngơi thoải mái, thứ hai bắt đầu vô công việc, đang nghỉ và chuyển qua làm việc thì thứ nhất là cũng có thay đổi. Thứ hai nữa là thường là cái ngày thứ hai nó sẽ dồn công việc nhiều hơn, do đó cái mức độ mà căng thẳng của công việc nó sẽ nhiều hơn. Thì đó chính là một cái yếu tố có thể thúc đẩy cái cơn đau nó dễ xảy ra hơn. Thì với chị chừng đó cái tính chất á, thì cái đau đầu đó vẫn có thể là đau đầu migraine, nhưng cũng có thể là một cái dạng đau đầu khác, gọi là đau đầu dạng căng thẳng hay đau đầu căng cơ. Thì cụ thể như thế nào thì có lẽ cũng vẫn phải khuyên bệnh nhân sẽ phải đến khám bác sĩ về thần kinh để mà hỏi kỹ hơn, khám kỹ hơn để có thể xác định được chính xác cái bệnh. Và dù nó là dạng nào đi nữa thì cái yếu tố mà căng thẳng về cuộc sống và công việc nó cũng đều có ảnh hưởng hết. Thành ra chúng ta một trong những cái cách khắc phục đó là chúng ta có thể điều chỉnh những cái hoạt động, những cái công việc của chúng ta. Và chúng tôi xin được tiếp tục với câu hỏi tiếp theo được gửi tới cho khán giả. Có lẽ đây là một cái câu hỏi xuất phát từ một trong những người mà chịu ảnh hưởng từ những cơn đau đầu của những người vợ ở trong gia đình ạ. Một ông chồng đã chắc là không chịu nổi những cái tác động đó nên đã viết thư cho chúng tôi. Anh ấy kể rằng là vợ tôi năm nay 30 tuổi,
vợ tôi thường xuyên bị nhức đầu dữ dội và có cảm giác mờ mắt nên cả nhà rất lo lắng. Xin bác sĩ cho biết vợ tôi bị bệnh gì và cách điều trị ra sao, thưa bác sĩ. Xin mời phó giáo sư ạ. Thứ nhất là cảm ơn câu hỏi của anh mà hết sức chia sẻ đối với những người chồng mà chúng ta có những người vợ như vậy. Thì với tư cách là bác sĩ, chúng vợ tôi khuyên là mình là nam giới là chỉ chúng ta phải rất chia sẻ với vợ mình trong trường hợp này. Bởi vì sao? Bởi vì cái bệnh của chị nghe qua cách qua cái triệu chứng thì bọn tôi với góc độ của chuyên gia thì hướng nhiều đến là bệnh đau nửa đầu và bệnh migraine. Và như chúng ta biết là bệnh migraine thì là bệnh mãn tính. Nếu mà mình điều trị đúng khám đúng chuyên khoa, điều trị đúng và kịp thời thì cái điều trị đó cũng phải tuân thủ rất là kỹ. Nhưng mà tôi tin một điều rằng là khi mà được sự thông cảm của người chồng cũng như là cách tuân thủ điều trị tốt của người vợ thì chắc chắn là cái bệnh của chị sẽ lui và có thể chị lại trở lại với công việc của một người phụ nữ bình thường trong ngày. Vâng, nhất là trong tình trạng mà các bác sĩ cũng đã nói là cái bệnh này là cứ như đau giả vờ ấy, đúng không ạ? Nhiều người nhất là khi gần đến ngày lễ Tết hoặc là bên nhà chồng chuẩn bị có đám giỗ hay là sao mà thấy vợ kêu đau đầu, nhiều khi lại không thông cảm mà nghĩ đến những nguyên nhân khác. Và với phần tư vấn của bác sĩ vừa rồi, tôi hy vọng là anh sẽ không chỉ là quan tâm đến vợ bằng cách là đưa ra câu hỏi với tổng đài của chúng tôi, mà anh có thể trực tiếp đưa chị đến gặp các bác sĩ để khám xem là cái tình trạng bệnh lý nó như thế nào, đến đâu rồi, và chúng ta sẽ có những cái hướng điều trị để giải quyết từ tận gốc vấn đề này. Thêm một cái thông tin, cũng là một thông điệp mà chúng tôi cũng muốn được lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia, đó là việc nhiều người cho tận thời điểm này, mặc dù người ta có thể gặp những cái tình trạng khó chịu do những cơn đau đầu, đau nửa đầu gây ra, nhưng mà cái việc mà có thể là đặt một cái lịch để đến gặp các bác sĩ thần kinh để khám thì có lẽ là việc mà người ta chưa quan tâm nhiều lắm. Cơn đau đầu nó có thể đi qua và người ta quên mất những cái khó chịu do nó gây ra với cuộc sống của mình, và người ta chưa có ý thức rõ ràng về cái việc là người ta phải cần quan tâm đến cái vấn đề của những cái cơn đau này. Thì các chuyên gia ở trong chính cái lĩnh vực thần kinh học thì có một cái khuyến cáo như thế nào với tất cả mọi người, thưa phó giáo sư? Vì một lý do nào đấy mà bệnh nhân không đi được, thì vậy thì bệnh nhân cần phải hiểu biết cái gì, như thế nào về cái căn bệnh của mình. Muốn đi lắm nhưng mà vì bận quá không đi được chẳng hạn. Bệnh này không phải là gây chết người, không phải là cấp cứu lắm, nên là người ta nhiều khi người ta cứ bỏ qua. Qua cái phương tiện thông tin đại chúng thì tôi muốn truyền tải đến các quý thính giả, tức là khi chúng ta bị những các bệnh gì thì chúng ta không nên là chần chừ. Giả sử chúng tôi đã muốn đi khám thì chúng ta đi khám ngay, chứ không nên thôi bỏ qua đi. Là đấy là đến lúc sau triệu chứng nó không rõ ràng nữa thì nhiều khi là ít nhiều cái triệu chứng nó không còn thật, nó không còn được rõ ràng nữa, thì các bác sĩ lại bỏ qua các cái triệu chứng và lại thành chính thiệt cho chính bản thân người bệnh. Và đối với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thắng ạ, thì cái việc khuyến cáo động viên những cái người gặp phải cái tình trạng này là như thế nào ạ? Vâng, thì nói về cái việc khám bệnh đối với bệnh, thứ nhất là bệnh đau đầu hay là migraine á, thì cái chuyện khám rất là quan trọng. Những cái thông tin chúng tôi cung cấp trong chương trình này về những đặc điểm của cái cơn bệnh, thì nếu mà các quý vị khán giả, quý vị khán giả có thể nhận ra thì cái đó là nên đi khám và phải khám sớm. Thì còn để càng lâu thì cái thứ nhất là cái như bác sĩ Hưng có đề cập là lúc đó mình kể lại cái triệu chứng có thể nó không còn chính xác nữa. Và thứ hai là nếu mà về lâu, cơn nó lâu dài rồi và nếu chúng ta còn tự ý dùng thuốc điều trị nó không đúng nữa thì lúc đó cái cơn nó có thể biến đổi, cái đau nó có thể biến đổi và chúng ta sẽ khó chữa hơn. Cảm ơn những lời tư vấn của các chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi nghĩ rằng là với thời lượng của chương trình Chất lượng cuộc sống lần này thì quý khán giả nếu theo dõi và lắng nghe những cái ý kiến từ các chuyên gia thì cũng có thể có được cái kiến thức cơ bản để có thể tự nhận biết những cái dấu hiệu đầu tiên ở cơ thể mình, cũng như là có thể có những ý kiến giúp đỡ những người thân xung quanh. Chúng tôi rất cảm ơn các chuyên gia đã cùng tham dự chương trình ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn phó sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Thắng đã cùng tham dự và đưa ra những ý kiến của mình xung quanh chủ đề ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.